Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Trong tập trước, thiên hồ tiên tử mà nữ đã đi tới Thạch Quốc tìm Thạch Hậu. Mời để liên tỏ về quyến rũ Thạch Hậu, Thạch Hậu không cảm thấy bất ngờ mà chỉ cảm thấy thắc mắc. Rốt cuộc nàng ta tới đây vì mục đích gì? Mà nữ lươn lẹo, nàng đến là để chúc mừng gia đình cậu đoàn tụ với nhau. Thạch Hậu không khách khí định cầm lấy quà mừng, vậy nhưng mà nữ nhanh tay giành lại. Không cần vội, muốn động vào thứ này thì cậu trước tiên phải nghe một câu chuyện đã. Mà nữ cho biết, cực kỳ lâu trước kia, có một bé gái lúc vừa sinh ra đời. Trời ban điềm lành, thế giới chấn động. Bé gái đó sau khi lớn lên, quả nhiên thiên tư phi phàm, thực lực vượt xa người cùng tuổi. Sau đó cô ta lại thực hiện kế hoạch thần thai lại biến, để một chân thân phân thành hai. Một làm chủ thần, cái còn lại là thứ thần. Từ đó về sau, chủ thần tiếp tục dốc lòng tu hành. Mà thứ thần thì thay cô ấy hành tẩu rèn luyện. Người mà nàng ta vừa kể chính là Nguyệt Thiền. Cô cứ tưởng thứ thần làm nhiệm vụ hành tẩu, như vậy người bắt được không phải chân thần. Vậy nhưng nàng ta lại cho biết, cả chủ thần và thứ thần đều là chân thần. Chỉ có điều thực lực của chủ thần lại mạnh hơn, còn thứ thần thì hơi yếu. Hai chân thần này mặc kệ ai bị giết thì một thần cũng có thể phục sinh ra một thần khác. Cho nên chỉ cần hai thần không bị giết cùng một lúc thì cũng coi như bất diệt bảo thể. Hơn nữa cả hai có thể đồng thời tu luyện. Tương lai tới lúc hợp nhất chính là ngày cô ấy viên mãn. Tuy thứ thân của Nguyệt Thiền đã bị cậu tóm, không thể trở về để hợp nhất được nữa. Nhưng nếu bản thân Nguyệt Thiền muốn tự sát thì lại là vấn đề khác. Khi người này chết thì sẽ sinh ra một người khác, mà người đó sẽ không còn bị Thạch Hậu bắt. Như vậy, họ có thể hợp nhất lại làm một. Lần này nàng tới đây để giải quyết vấn đề này. Thứ bản nãy nàng lấy ra chính là Chấn Thần Châu trong truyền thuyết, có thể phong ấn cả chân thần. Có nói trong tay liền có thể chấn áp lực lượng trong thức hải của Nguyệt Thiền, khiến nàng ta không thể nào trở mình, cũng không thể tự vẫn được. Đột nhiên mà nữ lại chủ động đi tới trợ giúp như vậy, điều này cũng quá dễ dàng đi. Nếu không được lời thì đâu có ai tự mình đề nghị giúp đỡ như vậy. Thạch Hậu cũng biết điều này nên trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Thù lao của nàng ta rất đơn giản. Lỡ như đạt được ảo nghĩa tối cao của Bồ Thiên Sáu thì báo đáp nàng là được. Thạch Hậu đề phòng, hồ nữ này biết được nhiều bí mật thượng giới như vậy, cho nên nhất định có liên quan tới thượng giới, không thể không đề phòng. Nhưng nếu như không thể hoàn toàn khống chế Nguyệt Thiền, điều này chẳng khác nào bên người cậu luôn có một cao thủ tâm cơ khó lường, quả thật là một mầm tai họa. Suy nghĩ xong xuôi, Thạch Hạo liền đáp ứng, vậy trước tiên là tới chỗ an toàn rồi hãy chuẩn bị, sau đó gọi Nguyệt Thiền ra ngoài. Đột nhiên gọi mình ra ngoài, Nguyệt Thiền cũng cảm thấy thắc mắc. Thạch Hạo lấy lý do khi nào thành thần để bắt ép. Nghe những lời này, Nguyệt Thiền liền vô cùng bất ngờ. Tên tiểu tử này rốt cuộc đang nói gì vậy? Nàng ta cảm nhận được khí tức của mà nữ ở ngay gần đây. Thạch Hậu muốn nhân cơ hội này lợi dụng Nguyệt Thiền tiết lộ một chút tin tức về mà nữ. Thạch Hậu tỏ vẻ rất tin tưởng mà nữ, điều này khiến cho Nguyệt Thiền phải lên tiếng. Yêu nữ Tiệt Thiền Giáo đó đang ở ngay chỗ này, nàng ta cũng tới từ thượng giới. Hơn nữa tranh đấu giữa các đạo thống trên thượng giới còn nguy hiểm hơn bát vực. Cô ta chẳng qua là muốn gây ra đối lập giữa Bổ Thiền Giáo và Thạch Quốc để ngư ông đắc lợi. Nếu bây giờ cậu thu tay lại, nàng có thể trợ giúp bắt giữ yêu nữ kia. Đến lúc đó, Thạch Quốc và Bổ Thiên Giáo hợp tác với nhau là chuyện nhỏ. Những lời này nghe đúng là rất có lý, vậy nhưng lời của nữ nhân là điều gì đó rất hòa mỹ. Nghe thì có lý, vậy nhưng tin được thì mới lạ. Thạch Hạo đương nhiên biết điều này. Trước đó, mưu đoạt Thạch Quốc cũng là Bổ Thiên Giáo, người Tiệt Thiên Giáo chưa từng nhúng tay. Nguyệt Thiền tiếp tục thuyết phục. Bản thân cậu thậm chí cũng không biết mà nữ là linh thân hay chân thân mà đã mặc cho ả sắp đặt. Coi chừng bị khải bẫy, đối phương đã nói chúng trọng tâm, nên Thạch Hạo liền yêu cầu nàng nói cho mình biết thêm thông tin. Mà nữ biết Thạch Hạo đang lợi dụng Nguyệt Thiền để dò tin tức về mình, mà Nguyệt Thiền cũng hành xử rất cao minh, cho nên mà nữ đành phải ra mặt. Nếu không có mình ở đấy, chắc tiểu tử Thạch Hạo này sẽ nghe theo lời mê hoặc của á ta mà ám toán mình rồi. Không khí đột nhiên căng thẳng, mà nữ lập tức ra tay khống chế Nguyệt Thiền. Vì quá bất ngờ nên nàng ta không kịp trở tay và trói lại. Mà nữ cho biết chủ thần đã bị bắt. Như vậy thứ thân này cũng không cần giữ lại. Lời này có nghĩa gì thì ta cũng vẫn chưa biết được. Hai người nhanh chóng tiến vào thức hải của Nguyệt Thiền. Khung cảnh bên trong vô cùng đẹp. Ở giữa lại có một cánh cổng. Cùng nhau hợp lực mở ra cánh cổng rồi tiến vào. Bên trong đó là nguyên thần đang ngủ say của Nguyệt Thiền. Chỉ cần khống chế được nguyên thần thì sẽ có thể khống chế được thân thể nàng ta. Mà nữ lập tức sử dụng Chấn Thần Châu. Tuy nhiên, Nguyệt Thiền lại phản kháng kịch liệt, chèn ép ngược lại. Cũng may có sự hỗ trợ đến từ Thạch Hậu nên mới hoàn toàn bắt giữ đạo nguyên thần này. Tới nước này rồi, nhưng Nguyệt Thiền vẫn không quên nhắc nhở cậu không nên tin từng người Tiệt Thiền Giáo. Có vẻ đúng như lời nàng ta nói, mục đích thực sự của mà nữ đều là lợi dụng Thạch Hậu. Thạch Hậu cũng biết điều này nên khá tức giận, cậu dự định lát nữa sẽ bắt giữ cả hai nữ nhân này.
Rất nhanh sau đó, Ma Nữ đã hoàn toàn khống chế được Nguyệt Thiền. Nàng ta lập tức quay sang tấn công Thạch Hậu. Vì đã có sự chuẩn bị nên cậu dễ dàng phản công. Thừa dịp hai bên đang giằng co, Nguyệt Thiền muốn bỏ chạy, nàng ta nhanh chóng vận lực lượng định thoát ra. Ma Nữ phát hiện động tĩnh nên cũng tung chiêu ngăn cản, nhưng ai ngờ rằng hành động ngăn cản chỉ là giả vờ. Thứ thực sự Ma Nữ nhắm tới là liền chạm tam hòa, đoạt đạo quả của Nguyệt Thiền. Việc đã thành công, Ma Nữ liền gọi Thạch Hạo ra ngoài. Xem tới đây thì việc động thủ bàn nãy chỉ là kế dương đông kích tây, khiến đối phương buông lòng cảnh giác. Tuy nhiên Nguyệt Thiền vẫn là nữ tử vô cùng thông minh, bên trong tam hòa đó căn bản không có áo nghĩa, là Nguyệt Thiền đã tự trói ấn ký. Nguyệt Thiền cho rằng đối phương rõ ràng đã đạt được đạo quả của mình, là đang không muốn phân thành quả, muốn nốt chọn một mình. Ai ai cũng tự nhận mình đúng, cuộc tranh cãi của hai nữ nhân nhanh chóng xảy ra. Chẳng biết ai đúng ai sai nữa, Ma Nữ muốn động thủ ép đối phương phải nói ra, Thạch Hạo cũng lập tức xuất thủ. Vậy nhưng thay vì tấn công Nguyệt Thiền thì lại ngăn cản Ma Nữ. Bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng nên rất khó nói. Ma Nữ nhanh chóng động thủ, nếu đã không có tín nhiệm, tin tưởng nhau thì không cần hợp tác nữa. Hai người nhanh chóng lao vào nhau chiến đấu, thực lực nàng ta không tầm thường, dù đã sử dụng ra long khí và nhưng vẫn không thể chấn áp được. Buộc cho cậu phải kêu gọi sự giúp đỡ đến từ tiểu tháp. Vậy nhưng chưa kịp bắt giữ thì Ma Nữ đã thừa cơ kết giới bị nứt vỡ để thoát ra. Tiểu tháp cũng không có định đuổi theo, hắn bây giờ có việc để làm. Chấn thần châu lại xuất hiện, e rằng chuyện này có liên quan tới thượng giới, cho nên hắn phải đi hỏi rõ. Về phần tại sao bà nãy không ra tay bắt giữ Ma Nữ thì rõ ràng là hắn không muốn dính dáng tới nhân quả nên không muốn nhúng tay. Về phần Nguyệt Thiền, nàng ta bây giờ đã hoàn toàn bị khống chế. Như vậy, từ đầu tới cuối, người tính kế chính là Thạch Hậu. Lần này bị gọt đi tam hòa, nguyên khí đại thương nên Nguyệt Thiền vô cùng yếu ớt. Thạch Hậu nhanh chóng tiến lại đỡ lấy mỹ nhân. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!